Măng là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Các món ăn chế biến từ măng có giá trị dinh dưỡng cao. Măng tươi là loại rau chứa nhiều nước, vitamin và các khoáng chất cần thiết tốt cho mẹ bầu và thai nhi. Nước chiếm 91% trong măng tươi, mẹ bầu ăn măng giúp cung cấp lượng nước dồi dào cho cơ thể, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và tiêu hóa thức ăn. Chất xơ trong măng chiếm tới 2,56%, hàm lượng chất xơ có trong măng cao hơn nhiều so với các loại rau khác. Ăn măng giúp mẹ bầu giảm thiểu nguy cơ ung thư, hỗ trợ tiêu hóa tốt và giảm táo bón. Chất chống oxy hóa phytosterol có trong măng giúp giảm viêm, tăng cường sức đề kháng tốt cho phụ nữ có thai, với lượng ít đường và các chất béo giúp mẹ bầu kiểm soát cân nặng hiệu quả trong suốt quá trình mang thai. Do đó, ăn măng còn giúp giảm tiểu đường thai kỳ. Ngoài protein, các vitamin A, E, B6 trong măng còn chứa các dưỡng chất như thiamin, niacin, canxi, sắt, phosphor. Đặc biệt với hàm lượng 530mg kali trên 100g măng có tác dụng làm giảm các chứng tim mạch, hạn chế nguy cơ đột quỵ ở bà bầu. Mặc dù có những lợi ích nhất định, tuy nhiên trong măng chứa một lượng lớn cyanide, dưới tác dụng của các enzyme tiêu hóa, cyanide chuyển hóa thành axit cyanin hydric có thể gây ngộ độc cao và có thể gây ra một số vấn đề khác về sức khỏe ảnh hưởng đến mẹ bầu và thai nhi. 1. Có nguy cơ ngộ độc thai kỳ. Măng chứa nhiều độc tố, đặc biệt là glucosid. Chất này khi vào trong dạ dày sẽ bị phân hủy dưới tác động của men tiêu hóa, rồi sinh ra axit cyanidric dễ gây ngộ độc. Một số các triệu chứng ngộ độc thường gặp khi ăn măng như đau đầu, nôn ói, khó thở, tụt huyết áp nếu bị nặng có thể gây tử vong. 2. Gây hiện tượng đầy bụng khi mang thai. Trong măng tươi có chứa 2,56% chất xơ, chính điều này là nguyên nhân dẫn tới đầy hơi khó tiêu ở bà bầu. Đối với phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, ăn măng có thể khiến tình trạng ợ hơi, đầy bụng trở nên trầm trọng, đặc biệt ở các mẹ đang bị ốm nghén. 3. Nguyên nhân gây thiếu máu ở bà bầu. Khi mang thai, mẹ bầu thường xuyên phải bổ sung sắt cho cơ thể để hỗ trợ quá trình phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, khi ăn măng, bà bầu sẽ có nguy cơ thiếu sắt vì loại rau này chứa độc tố cyanide gây hại cho chuỗi hô hấp, từ đó làm vô hiệu hóa enzyme sắt. Cụ thể là cyanide gây ra tình trạng thiếu oxy, từ đó gây ra tình trạng thiếu máu. Vì măng có những mặt lợi hại nhất định, nên nếu mẹ bầu có thể thay thế măng bằng những loại thực phẩm khác với hàm lượng dinh dưỡng tương đương để bổ sung thêm vào thực đơn của mình. Còn nếu mẹ bầu vẫn yêu thích và muốn ăn chúng thì hãy nhớ những lưu ý sau. Hàm lượng chất cyanide trong măng tươi khá cao, do đó khi ăn măng, mẹ bầu nên chú ý khâu chế biến để loại bỏ bớt lượng chất độc nguy hiểm này bằng cách ngâm nước muối, rửa sạch và luộc kỹ nhiều lần để giảm độc tố cyanide có trong măng. Trong quá trình luộc măng, nên mở nắp vung và thay nước luộc măng cho các lần luộc tiếp theo. Đặc biệt, không nên sử dụng lại nước luộc măng vì đa số chất độc thường đọng lại trong nước. Bà bầu không nên ăn măng trong 3 tháng đầu của thai kỳ và chỉ nên ăn 1 đến 2 bữa măng trong 1 tháng, mỗi lần chỉ khoảng 200g măng là đủ. Không nên ăn măng ngâm vì loại này thường dùng chất bảo quản. Với các bà bầu có tiền sử mắc bệnh thiếu máu, tốt nhất không nên ăn măng khi mang thai vì sẽ không có lợi cho cả mẹ bầu và thai nhi.